Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại huyện Lương Sơn. Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 6 điểm du lịch đang hoạt động, kinh doanh theo mô hình sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí thể thao. 98 cơ sở lưu trú gồm 5 khách sạn 2 sao, 1 khách sạn hạng 3 sao. 3 tháng đầu năm 2023, huyện Lương Sơn đón trên 53.000 lượt khách, trong đó có trên 28.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, các điểm du lịch trên địa bàn huyện quy mô còn nhỏ, chưa thu hút được du khách. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn đa dạng. Nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu và hạn chế về năng lực và chuyên môn nghiệp vụ. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã kiến nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện tổ chức các sự kiện lớn theo quy định, mong muốn địa phương có những hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch để thu hút du khách đến du lịch. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Lương Sơn có điều kiện thuận lợi và tiềm năng phát triển du lịch. Các ngành chức năng và huyện Lương Sơn cần quan tâm đến đào tạo của nhân lực, phục vụ du lịch, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch, thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường du lịch, tổ chức các chương trình cho doanh nghiệp kết nối phát triển sản phẩm, thu hút khách du lịch. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp ủy chính quyền địa phương, tạo liên kết, hợp tác phát triển du lịch ngày một bền vững. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Năm 2023, huyện Cao Phong được phân bổ hơn 245 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình dự án. Tính đến ngày 5 tháng 3, huyện Cao Phong đã giải ngân được hơn 57 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn giao, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện đạt 56,3%. Một số nguồn vốn chưa giải ngân được bao gồm vốn ngân sách trung ương, nguồn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022-2023, nguồn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022-2023. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong thực hiện thủ tục đầu tư, một số công trình dự án chưa lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở phân bổ nguồn vốn. Hiện nay, huyện Cao Phong đang chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công các công trình dự án, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc các chủ đầu tư nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm như dự án đường Hợp Phong, dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ sông Đà, huyện Cao Phong. Thực hiện công tác cải cách hành chính, huyện Kim Bôi đã chú trọng cải cách tổ chức bộ máy chế độ công vụ. Kết quả năm 2022, huyện Kim Bôi đã tinh giản 36 công chức viên chức, chuyển đổi vị trí công tác 34 người. Bên cạnh đó, huyện Kim Bôi tập trung thực hiện chuyển đổi số. Hiện nay 100% văn bản giữa Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản. 100% phòng chuyên môn các xã thị trấn thực hiện việc ký số theo quy định. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ trên 88%. Thời gian tới, huyện Kim Bôi tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính huyện Kim Bôi giai đoạn 2021-2025, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoạt động của các cơ quan đơn vị hiệu lực hiệu quả. Từ năm 2021-2025, huyện Tân Lạc dự kiến dồn điền đổi thửa tại 5 xã thị trấn Mãn Đức, xã Tử Nê, xã Phong Phú, xã Nhân Mỹ, xã Vĩ Hòa. Phấn đấu đến năm 2025, dồn điền đổi thửa được khoảng 150 ha. Để thực hiện được nhiệm vụ này, huyện Tân Lạc tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dồn điền đổi thửa trên tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện Tân Lạc tập trung đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi dồn điền đổi thửa. Phải nhanh, gọn, kịp thời, không gây ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ, thuận lợi cho việc triển khai, sắp xếp lại quỹ đất công ích tập trung, thuận lợi cho việc quản lý, phù hợp với quy hoạch. Từ đó khắc phục tình trạng manh mún về ruộng đất, diện tích thửa đất nhỏ phân tán không tập trung thành các thửa lớn hơn, tạo thuận lợi cho các hộ dân chuyển đổi mô hình canh tác, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Hòa Bình đã và đang đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay một số dự án đang gặp khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.
nguyên nhân là gì và giải pháp của các ngành chức năng như thế nào? Phản ánh của phóng viên thời sự tại hai dự án giao thông trên địa bàn huyện Lương Sơn. Xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn là địa phương có tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La - Hòa Bình - Mộc Châu đi qua địa bàn với chiều dài 7,5 km đi qua 5 xóm. Xã Cao Sơn đã triển khai chủ trương đầu tư dự án đến nhân dân. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện hồ sơ trích đo bản đồ giải thửa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn ra thông báo thu hồi đất, cắm mốc giải phóng mặt bằng. Ngày 2 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức lấy phiếu khảo sát nhu cầu tái định cư của người dân. Người dân cũng đồng thuận cao cái chủ trương của Đảng nhà nước về cái đường tuyến đường trọng điểm này, liên kết vùng này. Hiện nay nhân dân cũng đã tạo điều kiện cho cái đơn vị khảo sát và chủ đầu tư, nhất là cắm tuyến cắm mốc, chưa nhận được cái phương án giải phóng nguồn vụ đền bù hoặc mà giải phóng mặt bằng. Hiện nay cũng đã nhận được các cái văn bản chỉ đạo của ban chỉ đạo huyện về thành lập các cái tổ rà soát và tổ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La - Hòa Bình - Mộc Châu đi qua địa bàn 4 huyện thành phố, trong đó xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn có 253 hộ gia đình bị ảnh hưởng, diện tích cần phải thu hồi phần tuyến đường là 348.909 m² thuộc 5 xóm. Có 80 hộ gia đình ảnh hưởng đến đất và cây lâu năm, trong đó có 32 hộ bị ảnh hưởng đất ở với diện tích thu hồi là 9.713 m². Diện tích đất lúa là 8,14 ha, đất rừng là 23,66 ha. Đến thời điểm này, người dân mới được công bố quy hoạch tuyến đường đi qua, chưa có công bố phương án đền bù giải phóng mặt bằng, giá đền bù khi thu hồi đất. Nguyện vọng của bà con làm sao là cũng Đảng nhà nước làm sao cũng chu đáo cho nhân dân bà con, đỡ nhân dân bà con thiệt thòi. Ví dụ như nhà mất thì nó tương ứng với cái nhà đang ở bây giờ hoặc là hơn phải bằng cái bây giờ. Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện đang triển khai hai dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, đó là dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La - Hòa Bình - Mộc Châu và dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai - Hà Nội giai đoạn 1 có chiều dài 7,6 km. Tuy nhiên cả hai tuyến đường này đều khó khăn vướng mắc về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khó khăn trong việc xác định giá đất, nguồn nguyên liệu đất đắp. Liên quan đến cái việc mua bán chuyển nhượng và xác định cái đối tượng sử dụng là cũng rất là khó khăn cái này. Giá cả, đền bù, hai cái địa bàn giáp danh với thủ đô Hà Nội và Lương Sơn thì nó cũng có cái sự so sánh. Do đó là cái công tác tuyên truyền, rồi công tác tổ chức đền bù giải phóng bằng về cái giá cả thì người dân người ta cũng còn băn khoăn, người ta cũng còn so sánh, do đó là cái kết quả là cũng chưa đạt được như mong muốn. Và cái thứ tư nữa thì liên quan đến cái khó khăn nữa thì là cái hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Khi mà có cái sự sai lệch về số lô, số thửa, về diện tích, rồi là nguồn gốc sử dụng đất thì phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn và các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ thì mới kịp thời được. Cũng theo Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hai công trình giao thông trọng điểm này còn liên quan đến công tác quy hoạch trước đây của huyện. Hồ sơ địa chính liên quan đến công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trước đây có nhiều hồ sơ quá cũ, hệ thống bản đồ chưa được đo đạc chính quy nên việc xác định nguồn gốc sử dụng đất khó khăn. Một số hồ sơ thất lạc, địa bàn giáp danh các địa phương của thành phố Hà Nội, việc mua bán chuyển nhượng đất đai diễn ra phổ biến nên việc xác định chủ sử dụng đất gặp khó khăn. Đề xuất với các sở ngành phối hợp hỗ trợ, đặc biệt là việc là điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Cái thứ hai là liên quan đến cái hỗ trợ về công tác quy trình, về công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đặc biệt là có những cái liên quan đến cái giá cả thì chúng tôi cũng đề xuất các sở ngành liên quan để có cái giải pháp mà đề xuất những cái giải pháp có thể là hỗ trợ thêm. Rồi là tiếp tục là phối hợp với chủ đầu tư để điều chỉnh, bổ sung, rà soát những cái hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục là đẩy nhanh cái tiến độ kiểm kê, kiểm đếm và công khai cái phương án làm sao đó nó đảm bảo kịp thời đúng với quy định của pháp luật. Huyện Lương Sơn thành lập các tổ công tác xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phần việc nhằm phối hợp với các sở ngành chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, rà soát diện tích số hộ phải tái định cư phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là liên quan đến các điểm đổ thải của dự án.
tổng hợp số liệu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh để phối hợp thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân có tuyến đường đi qua về mục đích, ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cũng như của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu cấp mã QR và đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc cho gần 100 sản phẩm của hơn 30 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh. Việc số hóa trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản đang góp phần minh bạch thông tin về xuất xứ, chất lượng và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Cơ sở sản xuất của hộ gia đình anh Lê Văn Ngọc ở tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, chuyên sản xuất kinh doanh thảo dược sạch với một số sản phẩm như cao cả gai leo, trà rào cổ lam, trà đông trùng hạ thảo, cao xạ đen. Từ khi đăng ký truy xuất nguồn gốc, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên điện thoại thông minh, có thể biết đầy đủ thông tin của sản phẩm như nguồn gốc, xuất xứ, công dụng, sản xuất theo phương thức nào. Nhờ vậy, các sản phẩm này đã có mặt ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 80.000 sản phẩm các loại, đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng. Trước kia mình chưa có cái được hỗ trợ về sử dụng cái truy xuất nguồn gốc thì mình chỉ có mã số máy vạch thôi. Thì khách hàng nhiều khi cũng nghi ngờ rồi cũng độ tin tưởng nó cũng không được cao. Nhưng mà kể từ lúc mà có hệ thống truy xuất nguồn gốc ấy, cái bán hàng mọi thứ cũng tốt hơn nhiều. Cơ sở thì có đang sử dụng thí điểm 5 sản phẩm. Sắp tới cũng mong muốn là áp dụng cho tất cả 11 sản phẩm cho toàn bộ sản phẩm của công ty để giúp cho cái thông tin được minh bạch hơn. Thực hiện nhiệm vụ duy trì, nhân rộng và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa tỉnh Hòa Bình, thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp mã QR và đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc cho gần 100 sản phẩm, hỗ trợ thiết kế tem và cấp 1.000 tem truy xuất nguồn gốc cho hơn 30 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh. Việc ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông sản giúp người dân doanh nghiệp quản lý các mặt hàng nông sản trên nền tảng số, thấy được lợi ích của việc gắn sử dụng sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, ưu tiên lựa chọn hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, tạo động lực cho các đơn vị doanh nghiệp không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, chung tay đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Khi các sản phẩm của mình được số hóa, được đưa các cái tem truy xuất nguồn gốc đến ấy, thì là sẽ rất là tiện dụng cho người sử dụng, người tiêu dùng ấy, thì là họ sẽ biết rõ xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm, biết rõ tác dụng, công dụng của sản phẩm. Chúng tôi tiến hành là số hóa các cái sản phẩm, bao gồm có số hóa về mặt hình ảnh, số hóa về mặt thông tin sản phẩm, thế rồi là về các cái quy trình nuôi trồng, cũng như toàn bộ cái nhật ký để tạo ra sản phẩm. Tất cả những cái thông tin này nó sẽ nhằm cái giải quyết cái vấn đề là minh bạch cái thông tin đến người tiêu dùng. Đấy là cốt lõi của vấn đề truy xuất nguồn gốc. Việc xây dựng đúng chuẩn này thì nó sẽ nhằm cái mục tiêu là sau này khi các cái sản phẩm mà kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh Hòa Bình thì cũng sẽ kết nối tương thích 100% với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Để việc số hóa trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản tiếp tục triển khai có hiệu quả, các địa phương trong tỉnh đang tập trung mở rộng, phát triển nền tảng cấp quản lý mã số vùng trồng và ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nông sản đối với các mặt hàng chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giao ban quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và những tháng cuối năm 2023. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời chuyển mát, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời chuyển mát, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời chuyển mát, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.